Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và nhà báo Trần Ngọc Bính tham gia cuộc hội luận. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hiện sinh sống tại Virginia, Hoa Kỳ, là giám đốc điều hành của tổ chức BPSOS vốn rất là quen thuộc với quý thính giả. Còn nhà báo Lạc Việt, cũng tên thật là Trần Ngọc Bính, hiện đang sống tại thành phố Vancouver, Canada, là người điều hành diễn đàn yểm trợ khối 8406, đồng thời là người thay mặt hội dân oan đòi quyền sống tại quốc nội. Để mở đầu câu chuyện, xin hai vị ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn đang theo dõi câu chuyện của chúng ta. Trước hết xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ. Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Đình Thắng ở Virginia, xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Chính Kết, anh Trần Ngọc Bính và tất cả quý thính giả thân mến. Dạ vâng, xin mời anh Trần Ngọc Bính. Vâng, tôi là Trần Ngọc Bính và cũng thường được gọi là Lạc Việt. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Chính Kết, chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và xin kính chào tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn 900. Dạ vâng, người ta thường gọi anh Trần Ngọc Bính là Lạc Việt, cho nên trong cái buổi hội luận hôm nay tôi cũng gọi anh là Lạc Việt luôn cho nó quen thuộc. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi được biết là tổ chức BPSOS do anh điều hành đã cùng với một số hội đoàn khác đã đồng tổ chức tại thủ đô Dili của Đông Timor vào đầu tháng 8 vừa qua, một cái hội nghị về tự do tôn giáo ở Đông Nam Á với chủ đề là từ quyết tâm đến hành động. Thưa anh, cái chủ đề từ quyết tâm tới hành động này đó là do chính anh hay là do và ý nghĩa của nó như thế nào thưa anh? Cảm ơn. Chúng tôi có bàn với một số các tổ chức bạn, trong đó có những tổ chức quốc tế và những tổ chức ở trong khu vực, để mà chuẩn bị cho một cái hội nghị lần thứ hai về tự do tôn giáo hay niềm tin ở trong toàn vùng Đông Nam Á. Thì chúng tôi mới nhớ lại cái hội nghị lần thứ nhất là được tổ chức vào cuối tháng 9 ở tại Bangkok năm ngoái. Thì cái bản tuyên ngôn của cái hội nghị đó là một cái quyết tâm bày tỏ và thực thi hành động trong cái tình đoàn kết với lại tất cả những cái cộng đồng tôn giáo mà bị đàn áp ở trong toàn vùng Đông Nam Á. Thì năm nay chúng tôi thấy rằng từ cái quyết tâm đó, chúng ta phải đi thêm một bước nữa, đó là hành động đó, trở thành phải có những cái hành động rất là cụ thể để mà thể hiện cái quyết tâm đó. Thì đây là cái chủ đề của cái hội nghị năm nay, là ít ra là có 1-2 cái công việc cụ thể trong những ngày tháng tới đây để mà thể hiện cái quyết tâm đã được đưa ra vào năm ngoái. Thưa anh Nguyễn Chính Kết. Dạ vâng, đúng là chúng ta cần phải hành động và cần phải biết hành động như thế nào. Chứ còn bình thường thì nói chung ai cũng biết là mình cần phải làm cái gì, nhưng mà để mà thực hiện cái điều đó thì phải biết cách làm. Nếu mà không biết cách làm thì chúng ta cũng không có thể nào mà làm được. Cho nên cái việc mà vạch ra một cái đường hướng cụ thể, nhất là đưa ra những cái hành động cụ thể để mà làm thì đó là rất là quan trọng. Vâng, vậy thì trong cái hội nghị này đó thì đã có những cái quyết tâm để mà đi đến những cái hành động nào thưa anh? Có nên nói trước không ạ? Dạ vâng, thì những cái hành động cụ thể đó là thứ nhất đó, là ở một số quốc gia, đặc biệt ở Việt Nam, thì đã hình thành cái gọi là bàn tròn đa tôn giáo. Đó là một cái giống như một cái diễn đàn chung, và bất luận ai mà quan tâm đến cái tình hình tự do tôn giáo hay niềm tin ở Việt Nam cũng đều có thể tham gia. Người ấy có thể tham gia với các cá nhân, không đại diện cho bất kỳ một cộng đồng hoặc một cái giáo hội nào, hoặc là tham gia như là người đại diện của một cái cộng đồng tôn giáo, hoặc là đó là những người mà quan tâm đến vấn đề nhân quyền nói chung, các luật sư nhân quyền chẳng hạn, cũng có thể tham gia. Và qua cái diễn đàn ấy thì nêu lên những cái vấn đề, những cái vấn nạn
hoặc là đưa ra những giải pháp để rồi cùng chia sẻ với nhau, hoặc là cùng lên tiếng, hoặc là phối hợp hành động với nhau, thì ở Việt Nam đã có. Và hiện nay qua cái hội nghị vừa rồi đó, thì chúng tôi cũng chia sẻ cái công thức đó. Và bạn bè của chúng ta ở Indonesia có một nhóm, họ cũng muốn thực hiện cái bàn tròn như vậy. Thành ra một cái hành động rất là cụ thể là trong những ngày tháng tới đây thì chúng tôi sẽ làm việc rất chặt chẽ với lại cái nhóm ở bên Indonesia để mà thành lập cái bàn tròn đa tôn giáo ở Indonesia, và có thể nó sẽ lan dần sang đến các quốc gia khác. Một cái hành động cụ thể thứ hai đó là cách đây vài hôm thì cái bộ phận của chúng tôi ở tại Bangkok, Thái Lan đó, đã họp với lại một cái tổ chức bạn và cũng đã đi tham gia cái hội nghị của tôn giáo hay niềm tin vừa rồi, là cái tổ chức gọi là Trung tâm Á Châu, tức Asia Center ở ngay Bangkok, để mà nói chuyện với nhau, bàn thảo với nhau kế hoạch kế tiếp là làm sao giúp cho người dân ở từng quốc gia làm cái việc kiểm điểm lại những cái tiến trình thực hiện các cam kết về nhân quyền của từng quốc gia một, mà trong đó là có Việt Nam. Và có thể là những cái cộng đồng tôn giáo đó họ sẽ đánh giá về cái thực tâm và cái tiến triển của chính quyền Việt Nam trong các cái cam kết bảo vệ và tôn trọng nhân quyền đối với lại Liên Hợp Quốc. Thì đó là cái công tác ngay kế tiếp của chúng tôi sắp tới đây. Thì nó có một vài cái cụ thể như vậy, và một cái rất là cụ thể nữa là mọi người đều quyết tâm đi đến quyết định là sang năm sẽ tiếp tục tổ chức cái hội nghị lần thứ 3 và sẽ tổ chức cũng cái mùa này ở bên Phi Luật Tân. Thì đó là ba cái bước khá cụ thể mà mọi người đã đồng ý, thưa anh Nguyễn Sinh Kết. Dạ vâng, vừa rồi anh có nhắc tới xem ra những cái hành động cụ thể này đó nó mang tính quốc tế, tại vì có nhiều cái quốc gia khác cũng tham dự. Như vậy thì trong cái hội nghị vừa rồi đó thì anh là một trong những cái người đồng tổ chức, thì những cái tổ chức khác đồng tổ chức cái hội nghị này là những cái quốc gia nào thưa anh? À vâng, này không phải là tổ chức theo cái dạng là từng quốc gia tổ chức, mà đây là xã hội dân sự thôi. Thành ra đó là những cái tổ chức mà chúng tôi mời, trong đó có một vài tổ chức là năm ngoái cũng đã đồng tổ chức với chúng tôi. Thì năm nay là BPSOS là chủ sướng, là có cái sự yểm trợ của những cái tổ chức sau đây, chẳng hạn như ở Hoa Kỳ đó thì có tổ chức gọi là Freedom House, là một tổ chức rất lớn được thành lập bởi đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, bà Roosevelt. Đây là một tổ chức rất lớn, và một trong những lĩnh vực mà họ quan tâm là vấn đề tự do tôn giáo. Họ rất có uy tín ở tại Hoa Kỳ và quốc tế. Cái tổ chức thứ hai là tổ chức CSW, là cái tổ chức chuyên về tranh đấu cho tự do tôn giáo ở trên toàn cầu đó, và được đặt cái bản doanh ở tại London, Anh Quốc. Tổ chức nữa đó là tổ chức cái hội đồng luật gia quốc tế, là tổ chức rất lớn, cũng có cái bản doanh ở Anh Quốc và có văn phòng chi nhánh ở hầu hết các nơi trên thế giới. Tổ chức kế tiếp đó là tổ chức Burma Partnership. Đây là một tổ chức rất có tiếng, rất có uy tín ở trong vùng Đông Nam Á, bởi vì họ đại diện cho cái phong trào sinh viên Miến Điện mà tranh đấu cho dân chủ và đã đến đưa đến thành công, là dân chủ đã đến với lại Miến Điện, mà cái người mà làm việc rất chặt với họ bây giờ trở thành coi như là cái vị quốc trưởng đương nhiên của Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi. Thành ra chúng tôi có những người bạn như vậy hỗ trợ. Ngoài ra còn có những người yểm trợ, nhưng mà không, những cái tổ chức yểm trợ nhưng mà không nằm ở trong cái thành phần ban tổ chức năm nay đó, đồng tổ chức đó, chẳng hạn Stephanus Alliance International. Đây là một tổ chức cũng rất là có uy tín trên trường quốc tế về vấn đề tự do tôn giáo hay niềm tin, được đặt bản doanh ở tại Na Uy và cái bộ phận Na Uy của cái ủy ban Helsinki, tức là ủy ban mà đã giúp thay đổi được cả Đông Âu đó, đưa cái tự do, đưa dân chủ đến Đông Âu trước đây. Thì đó là những cái tổ chức bạn bè của chúng ta cùng hợp tác để mà thực hiện thành công cái hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin trong toàn vùng Đông Nam Á năm nay ở tại Đông Timor. Năm nay tổ chức ở tại Đông Timor thì những năm khác thường là tổ chức ở đâu, và tại sao năm nay lại chọn tổ chức hội nghị tại Đông Timor và tổ chức vào đầu tháng 8 này?
có những cái thuận lợi nào khi tổ chức tại cái địa điểm và vào cái thời điểm này thưa anh? À vâng, để mà giải thích thì chúng tôi là phải nói qua cái sự kiện thứ hai của ở Đông Timor, đó là cái diễn đàn người dân ASEAN. Thì hàng năm các cái tổ chức xã hội dân sự trong toàn vùng Đông Nam Á cùng đến với nhau đó, trong một cái diễn đàn chung gọi là diễn đàn người dân ASEAN. Thì trên nguyên tắc thì nó luân phiên, quốc gia nào chủ tịch của ASEAN thì nơi đó được chọn để mà xã hội dân sự cũng tổ chức cái hội nghị chung của nhau ở tại quốc gia ấy. Nhưng mà đặc biệt năm nay Lào là chủ tịch của ASEAN nhưng mà bị tẩy chay bởi các tổ chức xã hội dân sự, nói rằng Lào là một quốc gia độc đảng độc tài, không tôn trọng người dân, dựng nên những cái tổ chức quốc doanh để lấn lướt những cái nhóm người dân thực sự muốn ngồi lại mà không được. Thành ra không thể nào trong cái không khí, trong cái môi trường như vậy mà có thể tổ chức được một cái hội nghị của người dân vùng ASEAN mà không bị can thiệp bởi chính phủ Lào. Do đó chúng tôi quyết định tẩy chay. Năm ngoái chúng tôi đã đi quyết định tẩy chay Lào, thành ra chọn một quốc gia nào đó, mà chỉ có một quốc gia duy nhất có thể chọn để thay Lào, đó là Đông Timor, bởi vì Đông Timor chưa phải là thành viên. Chứ chúng tôi không thể chọn một quốc gia khác, bởi quốc gia khác phải chờ đến lượt, đến đúng năm đó, mà cái quốc gia ấy làm chủ tịch của ASEAN thì mới đến lượt mình, chứ nếu không thì lại hai lần là, được liền nhau thì không nên. Thì chúng tôi chọn Đông Timor. Và Đông Timor lại có một cái biểu tượng rất đặc biệt, bởi Đông Timor là một quốc gia tân lập, nó mới giành lại được độc lập thôi, và lại là một trong quốc gia dân chủ nhất trong vùng Đông Nam Á, tuy còn rất nghèo nhưng lại rất là dân chủ. Thành ra chúng tôi chọn Đông Timor để mà tổ chức cái hội nghị gọi là diễn đàn người dân ASEAN. Thì chúng tôi mới thấy rằng là, bởi tôi cũng tham gia cả bên kia và cả bên cái hội nghị tự do tôn giáo nữa, thì tôi thấy rằng là nên gom hai cái lại sát liền nhau để thuận lợi cho mọi người đi tới mà bớt tốn kém. Và không những vậy, chúng ta lại còn có thể đưa cả cái khối người đã họp trước từ ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 về vấn đề tự do tôn giáo hay niềm tin, để rồi đưa nguyên cả khối đó thành cái mũi nhọn lớn bước vào trong cái hội nghị diễn đàn người dân ASEAN, thì sẽ tạo được sự chú ý, tạo được những cái làn sóng ngầm để mà ủng hộ cho chúng ta, cái tiếng nói của chúng ta ở trong cái hội nghị rộng lớn hơn. Để mà so sánh cái mức độ rộng lớn đó, thì cái hội nghị giữa tôn giáo hay niềm tin mà chúng tôi tổ chức đó, rất tập trung vào một đề tài đó, là có khoảng 85-86 người tham dự ở cái hội nghị gọi là diễn đàn người dân ASEAN, gồm rất nhiều đề tài khác nhau đó, thì nó có đến 850 người tham dự, gần nó gấp 10 lần. Dạ, vâng, như vậy tức là có hai cái hội nghị xảy ra ở tại Đông Timor, tức là hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin, rồi tới cái hội nghị diễn đàn vùng dân ASEAN, phải không ạ? Và thế thì cái diễn đàn, cái hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin đó, thì là do, có phải là do tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng tổ chức không ạ? Dạ vâng. Vâng, cái này là chúng tôi chủ xướng ra cái này từ năm ngoái. Để làm gì? Để mà nâng cái vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam lên cái tầm góc gọi là toàn khu vực, nói cách khác là khu vực hóa cái vấn đề tự do tôn giáo hay niềm tin ở Việt Nam. Và như vậy đó, thì khi mà chế độ công kích ban tổ chức chẳng hạn, hoặc là hăm dọa những người tham dự từ Việt Nam sang đó, thì có nghĩa là họ đang đụng độ với toàn khu vực, và đằng sau toàn khu vực là có cả rất nhiều những cái tổ chức quốc tế, và kể cả một cái bộ phận gọi là cái bộ phận của chính phủ Hoa Kỳ, là cái ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cũng cử người đi tham dự. Thành ra coi như họ đụng chạm hết. Đấy là cái cách mà chúng tôi chuyển cái thế, tức là chúng ta nắm cái thế chủ động, và chế độ nếu như công kích chúng ta thì họ ở thế rất là bị động, bởi vì họ rất là đơn độc, phải đối đầu với lại cả cái khu vực hoặc là cả quốc tế. Thành ra cái đó là cái lý do mà chúng tôi quốc tế hóa vấn đề tự do tôn giáo hay niềm tin. Cái lý do thứ hai đó là quá trình là ở trong toàn khu vực nó có những vấn đề đàn áp tôn giáo không nặng như là Việt Nam, nhưng mà có xảy ra, là chúng ta cần có một sự đoàn kết. Do cái sự đoàn kết đó mà chúng tôi đã tạo được một cái
môi trường để những người ở trong nước bước ra ngồi ngang hàng với bạn bè của mình trong toàn khu vực và ngồi ngang hàng với quốc tế. Tí nữa đây anh Bính có thể là cũng chia sẻ cái điều ấy. Chúng ta đã ngồi ngang hàng, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của chính mình, chứ không phải chỉ có là như trước đến giờ là chúng ta đi cầu cạnh, kêu gọi, can thiệp họ chúng ta, bảo vệ họ chúng ta. Đằng này chúng ta chia sẻ, và có đôi phần cái sự chia sẻ chúng ta nó lấn lướt những cái quốc gia khác, bởi vì chúng ta rất đông, cái phái đoàn từ Việt Nam đi rất đông, 17 người, trong khi những cái quốc gia khác chỉ có 5 người, 3 người, có quốc gia chỉ có 1 người thôi. Thế đó, tiếng nói của Việt Nam, đó, cái vấn đề Việt Nam nó được nổi bật lên ở trong cái hội nghị mà do chính chúng tôi đứng ra chủ xướng để mà tổ chức. Dạ vâng, như vừa rồi anh nói đó là Lào đáng lẽ là năm nay tổ chức cái hội nghị này, nhưng mà vì không có cái những cái tổ chức xã hội dân sự thực sự mà cái Lào, nước Lào đã đàn áp tôn giáo, đàn áp nhân quyền một cách cũng khá nặng nề, cho nên là không có thể tổ chức được. Vậy thì chắc chắn là Việt Nam thì cũng sẽ, nếu mà tới phiên Việt Nam được tổ chức thì chắc chắn là cũng sẽ bị từ chối, phải không ạ? Dạ vâng, Việt Nam nếu mà tính đúng theo cái chu kỳ đó thì đến năm 2020 sẽ quay về lại Việt Nam. Việt Nam đã tổ chức năm 2010 và sẽ bây giờ phải chờ đến năm 2020. Và chúng tôi hy vọng rằng cái kế hoạch của chúng tôi mà đưa ra cách đây 6 năm đó là kế hoạch 10 và 100 năm, tức là 10 năm để dân chủ hóa Việt Nam và đồng thời xây dựng cái nền móng để phát triển đất nước qua đến nhiều thế hệ sau, 100 năm sau, sang đến thế kỷ kế tiếp nữa. Mà thành công như dự tính thì đến năm 2020 là vừa đủ 10 năm. Kể từ cái ngày chúng tôi đề xướng ra kế hoạch đó đó thì chúng ta có thể về được Việt Nam, bởi vì lúc đó Việt Nam đã thay đổi giống như Miến Điện hiện nay. Thì cái đó là cái kỳ vọng của chúng tôi là năm 2020 chúng ta sẽ tổ chức cái hội nghị về tự do tôn giáo và niềm tin, đồng thời cũng tham gia cái diễn đàn người dân ASEAN ở tại Việt Nam, một cái Việt Nam dân chủ. Dạ vâng. Thưa nhà báo Lạc Việt, anh là một trong những cái người được mời tới tham dự cái hội nghị với tư cách là một người đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Vâng, thì xin anh cho biết là trong hai cái hội nghị vừa rồi đó thì những cái người tham dự đó là đến từ những cái nước nào và tổng cộng tất cả là bao nhiêu người? Vâng, Lạc Việt xin được tiếp lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì cái số người mà đi tham dự cả hai cái hội nghị đó, nhưng mà đặc biệt thì Lạc Việt được trình bày nhiều về cái hội nghị các xã hội dân sự vùng Đông Nam Á, tức là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đó, thì con số thành viên tham dự khá đông đảo, đó là khoảng 850 người thuộc 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gồm có Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Cambodia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Brunei và năm nay thì có thêm East Timor là nước chủ nhà. Riêng về các cái phái đoàn đặc biệt của Việt Nam thì phái đoàn gồm có hai phái đoàn rõ ràng. Đó là phái đoàn xã hội dân sự quốc doanh do nhà nước gửi đi thì khoảng 25 người. Phái đoàn xã hội dân sự độc lập thì có 17 vị ra đi từ quốc nội, đến tham dự từ quốc nội, và khoảng 18 vị đến từ các quốc gia dân chủ trên thế giới, mà đông nhất thì đến từ Hoa Kỳ, Pháp có một người và Canada có một người. Trong đó một số cũng là thành viên làm việc cho BPSOS có trụ sở tại Thái Lan. Tổng cộng phái đoàn xã hội dân sự độc lập người Việt Nam khoảng 35 người, con số tương đối là áp đảo đối với tổ chức xã hội dân sự quốc doanh. Phái đoàn xã hội dân sự độc lập đi từ Việt Nam đa phần thuộc cộng đồng tôn giáo như Cao Đài, Hòa Hảo, Công giáo, Tin lành Tây Nguyên, Tin lành Hờ Mông và một số thành viên hoạt động xã hội như chống chặt cây xanh hay là nghiên cứu về Biển Đông cũng như dân oan Việt Nam. Thưa giáo sư Nguyễn Chính Quyết và quý thính giả. Dạ vâng, thưa anh Lạc Việt, tại Đông Timor đó thì
anh có dịp tiếp xúc với những cái người đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo từ Việt Nam á, thì anh, họ có kể cho anh biết là họ, những cái người mà đến từ Việt Nam nó có kể cho anh biết là họ bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngăn cản cách nào không, và nếu bị ngăn cản á, thì bằng cách nào họ đã đến được Đông Timor, và có những cái người nào mà không có đến được hay không? Vâng, thưa quý thính giả của Đài Sài Gòn 900, có một người trong phái đoàn xã hội dân sự quốc doanh đã tuyên bố là chính phủ Việt Nam sẵn sàng cho phép mọi người đi tham dự hội nghị xã hội dân sự tại Đông Timor. Tuy vậy, vì có thể tốn nhiều tiền nên họ không đi. Chúng tôi đã vạch mặt đó là lời tuyên bố láo khoét và sai sự thật. Bởi ít nhất có 3 thành viên của mạng xã hội dân sự độc lập đã bị tịch thu hộ chiếu và bị đuổi về tại phi trường Việt Nam. Còn như Lạc Việt được nghe một số vị thuộc nhóm Cao Đài, Hòa Hảo, họ đã phải đi một cách lén lút trốn tránh bằng đường bộ. Và đa phần họ phải đi đường bộ trước tới nửa tháng để đến một cái nơi an toàn, rồi từ đó BPSOS có thể hướng dẫn thêm và hỗ trợ đường hàng không cho họ đến Đông Timor. Còn lúc về thì tùy nghi công an hạch sách hù dọa như thế nào thì tất cả các vị đều cho biết là cũng mặc thôi, bởi vì công tác đã xong rồi. Do đó mà tất cả những điều chứng minh hùng hồn nhà nước Việt Cộng lúc nào cũng nói láo, và xã hội dân sự quốc doanh cũng đã nói láo theo lệnh của chủ nhân của họ. Thưa giáo sư và quý thính giả. Dạ vâng, anh là cái người tham dự trong hai cái hội nghị đó. Anh có thể kể ra những cái sinh hoạt nào ở trong hội nghị mà nổi bật nhất và làm cho anh nghĩa là quan tâm và nhớ nhất không thưa anh? Vâng, nói chung thì các thành viên xã hội dân sự quốc doanh họ chẳng dám phát biểu gì trong hội nghị vì họ rất sợ há miệng mắc quai. Riêng về phái đoàn xã hội dân sự độc lập thì luôn luôn sẵn sàng phát biểu với những chứng cớ rất là thuyết phục, như Kim Thu là nạn nhân của đàn áp dân oan, Võ Kim là thuộc cộng đồng tôn giáo Cao Đài bị đàn áp liên tục, và các đề tài thì đều được hỗ trợ phát biểu và phản biện bởi các thành viên hải ngoại. Đến nỗi có một là cô tên là Trần Giang thuộc phái đoàn xã hội dân sự quốc doanh đã gay gắt phát biểu: thành viên xã hội dân sự Việt Nam ở nước ngoài không được phát biểu trong hội nghị. Chính lời phát biểu này của cô Giang đã bị phái đoàn của Mã Lai, Miến Điện, Đông Timor lên tiếng phản bác. Tham dự viên phái đoàn Mã Lai đưa ngay thí dụ như Đông Timor làm bằng chứng, là ngay cả vị tổng thống cũng như thủ tướng của Đông Timor là đã từng sống và hoạt động lưu vong ở nước ngoài và đóng góp vào tiến trình độc lập và xây dựng dân chủ cho Đông Timor như chúng ta đã biết hiện nay. Việc đấu tranh cho cái quyền cho nhân quyền ở tại hội nghị đó là việc chúng tôi luôn luôn bám sát vào đề tài và đặt những câu hỏi với vị diễn giả, nhất là diễn giả là cán bộ nhà nước Việt Nam thì thật là sôi động. Thứ nhất, chúng tôi thấy bài phát biểu của ông Đồng Huy Cường kêu gọi các nước Đông Nam Á hợp tác ổn định Biển Đông. Câu hỏi là tại sao người dân trong nước xuống đường ủng hộ Philippines thắng kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò là vô giá trị, thì nhà nước Việt Nam lại đàn áp một cách dã man? Thí dụ khác, đề nghị các thành viên phái đoàn tại hội nghị ký tên vào văn bản ủng hộ Philippines về kết quả vụ kiện đã được hàng trăm thành viên Đông Nam Á ký tên. Rồi thứ ba nữa là đã thực hiện được một cái cuộc biểu tình bỏ túi ngay trong giờ ăn trưa của hội nghị, và các cái khẩu hiệu Human Rights for Vietnam, Freedom for Vietnam và các hình các tù nhân lương tâm đã được cầm trên tay và rất là sôi động. Và đặc biệt là cái đêm văn nghệ kết thúc hội nghị, phái đoàn xã hội dân sự độc lập đã đẩy lùi phái đoàn xã hội dân sự quốc doanh ra khỏi sân khấu, với các thành viên của chúng ta mặc đồng phục áo thun hình xương cá. Đã là một cái trong những cái công tác mà chúng ta đã thực hiện được một cách rất là vui vẻ và thuyết phục đối với mọi người tham dự hội nghị Đông Nam Á. Thưa giáo sư và quý thính giả,
Ồ, tôi nghe anh nói là cái phía xã hội dân sự mà độc lập á, tức là những người đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền, khi mà đã giành được cái sân khấu thì anh có thể kể cho nó rõ hơn. Tôi cảm thấy cái này rất là hấp dẫn. Tức là sao? Tức là khởi đầu là người ta mời cái xã hội dân sự của Cộng sản Việt Nam lên, sau đó rồi thì chúng ta lên hay sao? Vâng, đấy là cái có lẽ là đó là cái công tác cuối trong cái phần đúc kết của hội nghị, tức là một cái đêm văn nghệ chung vui của tất cả các phái đoàn thuộc các quốc gia Đông Nam Á. Thì trong cái phần văn nghệ chung vui và chia tay đó, thì mỗi một nước họ đều lên họ trình bày những cái tiết mục văn nghệ của họ, mà đặc biệt là cái vấn đề những cái vũ điệu truyền thống của các quốc gia họ. Và thường thường thì họ xuống dưới cái sân vận động rất là lớn, họ múa những cái điệu riêng của họ, và thường thường có những cái điệu nhạc phù hợp với cái sinh hoạt, phải nói là cộng đồng, mọi người đều có thể tham gia, mọi người đều có thể theo sự hướng dẫn của cái phái đoàn chính đó, mọi người có thể múa theo. Và tôi thấy là tất cả mọi người đều tham gia với nhau một cách rất là vui vẻ. Riêng Việt Nam thì có lẽ là Việt Nam không có những cái truyền thống vũ điệu công cộng như vậy, thành thử ra chúng ta cũng phái đoàn dân sự độc lập cũng đã chủ tính trước là chúng ta sẽ hát bài Việt Nam, Việt Nam. Bản nhạc này nó có mang tính chất là hành khúc, thành thử có lẽ là cũng là rất là dễ để cho mọi người cùng tham gia với chúng ta trong cái tiết mục hát Việt Nam, Việt Nam theo điệu quân hành. Thì dĩ nhiên là phái đoàn dân sự quốc doanh họ cũng chuẩn bị những cái tiết mục khác, và có lẽ là họ có ưu thế hơn bởi vì họ là đại diện cho nước Việt Nam một cách chính thức. Thì họ cũng đã lên, và dĩ nhiên là họ chuẩn bị, họ nắm micro và không muốn rời bỏ micro, thành thử ra họ hát cái bài Nối vọc tay lớn của Trịnh Công Sơn. Chúng tôi thì sau khi nghe thấy cái điều đó là chúng tôi ở, mặc dù là đã ở trên sân khấu rồi, nhưng mà chúng tôi dàn người ra và chiếm hết cái sân khấu văn nghệ đó. Và tất cả những thành viên của phái đoàn của xã hội dân sự quốc doanh thì họ chắc chắn là họ dám đứng ở đó rồi, bởi vì họ sẽ không muốn chụp hình với những người mà mang cái đồng phục là áo có cái hình cá chết. Thì họ rút lui khỏi sân khấu và chúng tôi thì chiếm lĩnh hoàn toàn trên sân khấu, và chúng tôi thì áp đảo hát lại bằng bài Việt Nam, Việt Nam. Và ở dưới thì mọi người vẫn tiếp tục vui vẻ sinh hoạt nhảy múa ở trên sân vận động. Điều đó cũng là cái một trong những cái điều ở dưới ít ai thấy cái sự kiện đấu tranh của chúng ta ở trên cái sân khấu đó, nhưng mà đối với chúng tôi thì đó là một trong những cái công tác mà chúng ta đã vận động cái tinh thần của quần chúng trong khối ASEAN để họ hướng về cái điều mà chúng ta đang quan tâm, đó là thảm trạng môi trường cá chết ở tại bờ biển Việt Nam, và chắc chắn họ sẽ tìm hiểu đâu là nguyên nhân và ai là tác nhân của thảm họa đó. Thưa giáo sư và quý thính giả. Thưa anh, vừa rồi anh có nói tới một cái cô mà lại phát biểu là cái phía xã hội dân sự độc lập đó là không có quyền phát biểu. Cái cô đó tên là gì, anh xin anh nhắc lại, và anh có thể kể thêm cho nó rõ về cái sự kiện đó không? Tại vì cái sự kiện này nó làm cho tôi khó chịu lắm. Là Trần Giang, thưa anh. Trong phái đoàn xã hội dân sự quốc danh do nhà nước gửi đi, vì như Lạc Việt nói lúc nãy, họ không có dám phát biểu, bởi vì phát biểu là há miệng mắc oai. Mà đây là một phát biểu điển hình. Cô ta nói là bởi vì khi mà trong cái hội nghị đó, các cái đề tài thì đều có rất nhiều người giơ tay, và chúng tôi là những cái người luôn luôn là được chuẩn bị trước. Chúng tôi có học tập trước về những cái đề tài mà các diễn giả sẽ phát biểu, nên chúng tôi có cái chuẩn bị những cái câu hỏi trước. Thành thử chúng tôi thường thường là nhanh tay để mà giơ tay, bởi vì có rất nhiều người sẽ giơ tay. Do đó khi mà thấy cái sinh hoạt phát biểu của những người Việt trong xã hội dân sự độc lập đến từ các quốc gia ngoài Việt Nam đó phát biểu một cách gọi là rất là sôi động, thì
thì có lẽ là đã làm cho phái đoàn xã hội dân sự quốc doanh rất là tức tối, bởi vì trước hết họ không có cơ hội để nói, và cái thứ hai họ cũng chả biết nói gì. Thành thử ra cái cô Trần Giang đó có lẽ là quá tức tối để đã phát biểu một cái câu là các cái thành viên xã hội dân sự bên ngoài Việt Nam không nên phát biểu, và có lẽ là cô ta đã gây gắt nói cái chữ là dùng cái chữ có lẽ là không được phát biểu trong cái hội nghị này. Thực sự ra thì chúng tôi không cần phản biện cái điều cô ta nói, mà ngay một vị thuộc về phái đoàn của Malaysia đã đứng lên phát biểu, và đặc biệt đưa Đông Timor ra để làm thí dụ. Ngay cả như ông Thủ tướng và ông Tổng thống của Đông Timor hiện nay cũng là những người đã từng sinh hoạt đấu tranh cùng với các xã hội dân sự độc lập bên ngoài Đông Timor, để ngày nay cuộc tranh đấu đó có kết quả, đó là Đông Timor đã được độc lập từ 14 năm nay. Vâng, cái điều mà tôi cảm thấy hứng thú trong cái lời tường thuật của anh đó là cái xã hội dân sự của Cộng sản Việt Nam đã biểu lộ ngay, đã lột được cái mặt nạ độc tài của họ ngay ở trước mặt quần chúng, trước mặt những cái hội viên khác của các quốc gia khác tại hội nghị này. Vâng, và người ta không cần một cái chứng cứ gì xa lạ. Người ta nhìn thấy rõ ràng là cái tinh thần nghĩa là muốn độc tài, chỉ muốn cái muốn bịt miệng người khác lại, không có muốn cho người khác phát biểu. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là người đồng tổ chức cái hội nghị này đó, thì xin anh cho biết cái tầm quan trọng và cái khả năng hữu hiệu của cái hội nghị này đối với cái cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam như thế nào, và cái chiến thuật mà anh và những cái người khác cùng đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Việt Nam đã sử dụng trong cái hội nghị này là gì thưa anh? Nhưng mà trước khi mà trả lời cái câu hỏi của anh, bởi nó phải hơi dài dòng một chút đó, thì tôi cũng muốn có một vài cái điểm nói thêm về cái tường trình của anh Lạc Việt. Trước hết, con số mà của phái đoàn xã hội dân sự độc lập nó không phải 35 đâu. Anh Lạc Việt rút mất 10 người đấy, anh Lạc Việt đấy, hay là 45, là phải là chúng ta coi là gấp đôi ở bên kia. Cái điểm thứ hai đó là một cái hiện tượng phân hóa của các phái đoàn quốc doanh. Bởi nếu như anh Lạc Việt mà để ý đó, thì đến cái càng ngày thì càng đông cái số người mà bên quốc doanh lại chạy qua bên mình, đứng nói chuyện, chụp hình chung, ăn uống chung, thăm gian hàng cái quầy thông tin của mình, trong khi hoàn toàn bỏ trống cái quầy thông tin của phía quốc doanh. Nó rất là lèo tèo, còn mình thì lúc nào đông người hết. Và đặc biệt là cái ngày cuối khi mà lên sân khấu để mà trình diễn cái một cái bản nhạc bế mạc đó, chia tay với lại bạn bè khắp trong vùng Đông Nam Á đó, thì chúng ta có khoảng trên 20 người, tức một nửa của chúng ta đã lên sân khấu. Phía bên quốc doanh chỉ có 4 người thôi, thực sự 5 người, nhưng một người trốn tuốt ở đằng sau. Có 4 người xuất hiện ở trên sân khấu ra, họ rất là lạc lõng. Trong khi đó chúng tôi để ý thấy bên dưới còn khoảng cả chục người nữa trong cái phái đoàn quốc doanh của họ, nhưng một chục người ấy nó lờ đi, tức họ lặng đi mất, họ không có lên để cứu bò cho 4 cái người kia. Là 4 người kia đứng rất là chơ vơ, một lúc khoảng 1 phút sau là họ rút mất, họ rút đồ cái phòng mà thay quần áo của những người trình diễn, họ rút mất tiêu, thành ra còn lại là tất cả chúng tôi. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh đấy là trong cái việc mà cô Trần Vũ Ngân Giang phát biểu, thì cô ta không phải là bất chợt đâu, mà cái đó là bài học đã học trước. Và cái người ngồi cạnh cô ta là Phan Anh Sơn là người mà anh Lạc Việt có lẽ anh nhớ là đã gặp vào cái kỳ năm ngoái ở bên Malaysia tháng 4. Thì cái anh Phan Anh Sơn này là một tay an ninh, và trong các cuộc nói chuyện chúng tôi thấy ngay rằng Phan Anh Sơn này mới thực sự là trưởng phái đoàn, đứng đằng sau để mà chỉ thị mọi chuyện hết. Thành ra Phan Anh Sơn đã ngồi cạnh cô Trần Vũ Ngân Giang để mà điều động cô ta phát biểu cái điều ấy. Đây là cái bài học từ trước, bởi chắc chắn họ cũng học tập với nhau, họ cũng đã đụng độ với chúng tôi rất nhiều năm, ra họ đã học trước một số các cái bài học. Nhưng mà không ngờ rằng chúng tôi không làm gì hết thì bạn bè của chúng ta đã phản biện ngay, phản bác ngay một cách rất là mạnh mẽ. Với cô mà anh Lạc Việt nói là cô ở Malaysia, chính là cô Debbie Stoddard. Cô ta là người tham gia cái hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin của chúng ta. Cô ấy cũng là một người đấu tranh nổi tiếng
cho cái nền dân chủ của Miến Điện mà đã thành công. Thì đó là những người bạn bè chúng ta lên tiếng, và cái sự lên tiếng cho thấy rằng càng ngày chúng ta càng tranh thủ được cái sự ủng hộ ở trong toàn vùng Đông Nam Á của những người thực sự là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Để trả lời cái câu hỏi của anh Chính Kiết thì thưa anh thế này, tôi phải xin phép đi lùi lại một tí để nói về kế hoạch 10 năm. Tính từ năm 2010 để mà dân chủ hóa Việt Nam một cách hòa bình, ổn định và không thể thoái lui được, thì hiện nay chúng ta đang có một cơ hội rất là đặc biệt để mà thúc đẩy thật nhanh cái tiến trình dân chủ hóa. Và khi nói đến dân chủ đó thì chúng ta phải xây dựng ở tại gốc rễ, ở tại cái mức cơ sở, từng cái làng, cái ấp, cái thôn một. Nó không thể nói dân chủ khơi khơi, bởi cái sự mà mất dân chủ nó xảy ra ở từng địa phương, đối với từng cộng đồng, đối với từng cá nhân. Thành ra chúng ta phải xây dựng ở tận gốc rễ. Mà muốn xây dựng như vậy thì từng cái cộng đồng ở mỗi địa phương một đó phải là bốn cái bước sau đây. Và anh Lạc Việt cũng như là anh Nguyễn Chính Kiết sẽ thấy rằng cái chuyến đi sang Đông Timor là nó nằm ở trong kế hoạch bốn bước đấy. Cái bước thứ nhất là người dân ở trong cái cộng đồng đó, thành viên cộng đồng đó phải hiểu rất rõ những điều gì mà nhà nước Việt Nam đã cam kết về nhân quyền với quốc tế. Thứ hai là cũng phải biết rất rõ rằng mỗi khi mà nó xảy ra vi phạm đó thì cần phải thu thập những thông tin gì để rồi chuyển qua báo cáo, và rồi phải biết cách viết cái bản báo cáo theo đúng thể thức của Liên Hợp Quốc, và chúng tôi ở ngoài này chuyển ngay cái báo cáo ấy cho Liên Hợp Quốc. Và như vậy thì cái vấn đề mà làm một hứa một đằng mà làm một nẻo nó càng ngày càng khó khăn cho chế độ, bởi vì bây giờ vi phạm cái quyền của một người dân đó không còn thuần túy giữa chính quyền Việt Nam và người dân nữa, mà nó đồng nghĩa với vi phạm những cam kết quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã nói, đã ký với lại quốc tế. Thành ra ta chuyển cái thế, ta tự dưng cái sự vi phạm ấy trở thành vi phạm đối với quốc tế. Và chúng ta đã làm như vậy cho một số cộng đồng và thấy rất rõ ràng là chính quyền Việt Nam đã bị lúng túng ngay, bởi vì bị phanh phui ngay. Đã, vi phạm là bị phanh phui. Bước thứ hai là khi mà những cái có một số người biết cách báo cáo trực tiếp với quốc tế và rất là bén nhạy đó và đúng thủ tục đó, thì họ trở thành cái hàng rào bảo bọc chung quanh, để đằng sau đó là một khoảng không gian an toàn tương đối cho người dân ở trong cộng đồng ấy tập hợp lại với nhau để thực thi quyền của mình, để tổ chức cho mình lớn mạnh hơn, tăng về thế và lực để đẩy lùi dần cái sự chuyên chế của chế độ ở cái cộng đồng của mình, ở cái địa phương của mình. Và cái bước thứ ba đó là liên kết, là liên kết với nhau. Những cái cộng đồng nhỏ nhỏ như vậy hãy còn yếu, nhưng mà liên kết với nhau thì nó sẽ mạnh hơn, cái thế sẽ cao hơn. Và không những liên kết ở trong nước không, trong nước thì hiện nay có hai cái mạng lưới liên kết mà cùng đều đi cả ở trong cái chuyến đi qua Đông Timor kỳ này. Thứ nhất là cái mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam, mà tiếng Anh viết tắt là Big Son, thành ra cái áo t-shirt mà chúng ta ở bên đó, anh Lạc Việt, mà chúng ta đeo đó, mặc vào đó, thì đằng sau có chữ Big Son, tức là đại diện cho cái tiếng nói của cái mạng lưới ấy ở trong nước. Và cái mạng lưới thứ hai là bàn tròn đa tôn giáo mà hồi nãy chúng tôi có trình bày đó, là một cái diễn đàn của rất nhiều người mà quan tâm đến tự do tôn giáo và niềm tin ở Việt Nam. Và chúng ta đưa hai cái mạng lưới ra với quốc tế, thành ra nối kết với quốc tế. Thành ra khi mà chế độ đụng tới một, chỉ một thành viên của cái bàn tròn đa tôn giáo hoặc là của Big Son thôi, thì họ đụng với toàn bộ cái mạng lưới trong nước. Và không những vậy, tất cả những cái bạn bè của các mạng lưới ấy ở trong toàn vùng Đông Nam Á, toàn vùng Á Châu Thái Bình Dương và toàn thế giới, và chúng ta cài vào một cái thế liên đới như vậy. Và cái bước thứ tư là cái bước quan trọng nhất, nó thể hiện rất rõ ràng ở tại Đông Timor. Bước thứ tư đó là làm sao để từng cái cộng đồng nhỏ bé như vậy đó, kể cả những nơi rất là xa xôi hiểm trở như là vùng Tây Nguyên hoặc là Thượng Du Bắc Việt hoặc là tuốt ở đồng bằng Cửu Long, mà họ có thể làm quốc tế bạn được, chính họ làm quốc tế bạn cho chính họ. Thì cách thức đó là cứ mỗi một cộng đồng ở trong nước thì chúng tôi lại tìm một cái nhóm ở hải ngoại để kết nghĩa, giống như chị em kết nghĩa song đôi, để đến cái mức là cái cộng đồng ở hải ngoại, cái nhóm hải ngoại trở thành cái bộ phận liên lạc của cộng đồng trong nước nằm ngoài Việt Nam. Hễ mà nhà nước đụng tới cái cộng đồng trong nước là đụng tới dây chuyền tới cái nhóm ở ngoài, và cái nhóm ở ngoài huy động ngay quốc tế để mà lên tiếng can thiệp. Và như vậy là cái cộng đồng trong nước có được cái khả năng tự mình làm quốc tế vận để mà đẩy lùi, kéo
kéo giãn ra cái không gian an toàn và đẩy bên ngoài thì quốc tế do mình huy động kéo ra, và trong này cái lực của người dân tăng lên nó đẩy ra thành ra cái vòng đai mà nó bao vây cái cộng đồng ấy, càng ngày nó càng nới rộng hơn để người dân càng ngày tập hợp lại, và cứ quy trình đấy cứ tiếp diễn mãi đó, thì chúng ta từ từ đẩy lùi cái sự chuyên chế của chế độ ở từng địa phương một. Và nếu làm như vậy ở toàn đất nước Việt Nam thì bắt đầu có sự thay đổi, bởi chính quyền ở không đụng tới người dân ở bất kỳ địa phương nào được nữa. Thì đó là cái bước đầu tiên của một tiến trình dân chủ hóa đất nước mà không thoái lui được nữa. Và tôi dự trù rằng nếu như chúng ta có được 1.000 cái cộng đồng đủ bản lĩnh như vậy ở khắp đất nước, giải khắp đất nước, thì đó là bắt đầu thay đổi. Và trong cái kế hoạch của chúng tôi thì trong 5 năm nữa, từ đến năm 2020, thì chúng ta sẽ đạt được cái con số ấy là 1.000. Thì đó là cái kế hoạch. Và cái chuyến đi Đông Timor nó thể hiện cái điều ấy, bởi vì cứ mỗi một người trong nước đó, chúng tôi lại có một người ở ngoài nước đi kèm, mà không phải chỉ có giao việc ở ngay tại chỗ, mà thực sự hai cái đó là hai nhóm đã làm việc với nhau rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, và họ đã biết nhau, chưa gặp nhưng đã biết nhau từ trước, đã chuẩn bị với nhau, và khi sang Đông Timor thì từng cặp như vậy, từng cái nhóm như vậy đó cùng đi vận động, tức là cứ bên ngoài và bên trong kết nối với nhau là một. Thì cái đó là thể hiện cái bước, một trong những bước để mà dân chủ hóa Việt Nam. Hoặc là bàn tròn đá tôn giáo đã được đưa ra để nối kết với lại những cái bạn bè của mình, để mà chính họ có tiếng nói trực tiếp, không phải qua trung gian BTSOS nữa. Thì đó cũng nằm ở trong cái kế hoạch, cái bước thứ ba ở trong cái kế hoạch 4 bước vừa rồi. Và rồi mỗi một cộng đồng như vậy thì quý vị thấy rằng cộng đồng Cao Đài này, Hòa Hảo này, có người đại diện bên Công giáo nữa này, Tin Lành này, Tây Nguyên này, Hờ Mông này, Khmer này đều có hiện diện. Thì đó là chứng tỏ được cái sức mạnh bắt đầu nó nhú lên của từng cái cộng đồng nho nhỏ ở từng địa phương một. Thì cái đó nó thể hiện cái kế hoạch 4 bước để dân chủ hóa Việt Nam trong 5 năm tới đây. Thưa anh Lạc Việt và anh Nguyễn Chính Kết. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã cho chúng tôi những cái thông tin rất là lạc quan, làm cho tôi một cái người cũng quan tâm tới cái vấn đề đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền ở trong nước cũng thấy hết sức là lạc quan. Hiện giờ thì còn rất là nhiều điều thắc mắc của tôi về cái hội nghị ở Đông Timor và hai cái hội nghị đó. Thế nhưng mà thì giờ của chúng ta đã quá hết 3 phút rồi. Dạ, cho nên là bắt buộc là chúng ta phải kết thúc ở đây. Và hy vọng là sẽ còn được nói chuyện với anh Nguyễn Đình Thắng cũng như là anh Lạc Việt về vấn đề này một lần nữa. Vâng, xin chân thành cảm ơn.